mệt rồi. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. À, điểm mạnh điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái, cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình, để em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học. Do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau. Nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được 1 năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết. Lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn. Ảnh cũng quan tâm, ảnh cũng chăm sóc em. Nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng, quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phương. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Ừ, em nói ừ một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao, xem vai em là được rồi. Với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. Hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ có ạ. Em đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Profile khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Five, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Dạ, thấy trời chưa? Xứng lứa vừa đôi. Ba người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái. Xin chào chú. Dạ còn, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen. Con không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. Đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi.
Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình à. Rồi. Ba mẹ quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi, rồi mình thể hiện tất cả những tài năng của mình cho nhau nghe để chinh phục đối phương nhé. À, hôm nay đến chương trình có món quà tặng vậy. Em được món quà em ạ. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ tự nhiên mà, gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà nếu mà nhưng mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Tháng nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh à, trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở, nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó mới gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai? Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Hay rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ trọng hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau. Và lời anh muốn nói với em là và sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa
vẫn không rơi. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến Thành Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Em xin hết ạ. Trong một cái tiếng tới ha, chúng ta nắm tay bạn gái. Hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin tay nhau. Nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác, những cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi, về ghế ngồi với các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình. Ôi, tình như tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha, xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là Trọng Hữu, hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình ở bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ... là Nguyễn Văn Thò. Em quê em ở Hà Tĩnh, em đang sống và làm việc ở Đồng Nai. Làm nghề gì? Dạ em giáo viên ơi. Em giáo viên hả? Tổng cấp mấy? Giáo viên cấp mấy? Dạ cấp 1 chị ơi. Em dạy môn gì? Dạ em dạy âm nhạc với lại làm tổng cộng trách ạ. Để bên đây giới thiệu đã rồi làm bài tặng bên đây nha. Dạ được chị ơi. Rồi mời bạn gái giới thiệu đã. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Cường Linh, chào bạn trai bên kia và cùng chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Ý Nhi, quê em là ở Huế và em đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Công việc em hiện tại là gì? Dạ và để nói về công việc hiện tại của em thì em sẽ có một bài thơ ạ. Hay quá. Rồi mời em. Dạ. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày hai buổi sớm hôm đến trường dạy trẻ nhỏ đọc rồi lại viết. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Thôi tới đó là người ta cũng hiểu em là làm gì rồi đúng không? Dạ. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Rồi. Rồi ở bên, bên kia đó có bài thơ nha. Hát bên liền. Đây liên quan tới nghề nghiệp luôn, làm bài luôn anh. Em dạy tiểu học nên là em hát bài Chú Ếch Con. Hả? Chú Ếch Con ạ. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô ròn. Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn. Yeah. Cặp này lấy nhau về đâu có sợ buồn đâu. Có thổi sáo gì không? Bên làm gọi bài đi. Dạ. Hả? Sáu nữa hả? Có luôn ta, nghề nghiệp ta. Thầy hay quá. Hay. Hình thức là đội viên, bài hát thì Quang Lê.
Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi, bạn gái. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay nói hay cười, biết nấu ăn, cũng biết lo cho gia đình ạ. Còn về điểm yếu của em thì con người của em nó đôi khi nó sống theo tình cảm quá chị, nuông chiều cảm xúc bản thân. Nếu như mà làm việc có kế hoạch thì sẽ làm việc theo kế hoạch, nhưng mà giống như mà không chưa có kế hoạch đặt ra làm thích làm thì làm vậy đó. Làm theo tùy hứng ha. Dạ đúng rồi. Cảm xúc vậy cũng tốt, đâu có gì đâu điểm yếu, đâu có gì đâu điểm xấu đâu. Anh nói đi. Dạ. Hôm nay mình điểm mạnh yếu thế nào? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, quét nhà, rửa bát, với giặt đồ, ủi đồ là sở trường của em. Nói chung là những cái việc thì đến tay là làm được cả, trừ việc tán gái là. Tán gái được. Cho nên yếu chứ anh. Điểm yếu nhất là vụ đó đó hả? Dạ, điểm yếu nhất thì ví dụ như gặp những người mà phụ nữ mà mình thích hoặc là xinh chẳng hạn thì em khá là mất bình tĩnh. Dạ, nên mà cũng không biết nói gì luôn. Cho nên là yếu chứ. Dạ. Trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình thì nếu mà chính thức thì chưa có. Nhưng mà nó loằng ngoằng cũng nhiều lắm. Tại vì em mới tìm hiểu được ít hôm người ta bo xì em luôn rồi. Là chưa có mối, cái mối tình gọi là mối tình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bên kia sao? Cái tình trường của mình là cô giáo như thế nào rồi? Em thì chưa có mối tình nào cả. Hả? Xứng đôi vừa lứa quá vậy. Em chỉ có yêu đơn phương thôi chị. Rồi bây giờ em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em tả cái hình dáng coi, tưởng tượng ra sao, coi giống anh bên đây không? Mỗi người đàn ông lý tưởng của em là em không có quan trọng ngoại hình, mà chủ yếu là tính cách. Thì em mong cái người đàn ông đó thì chín chắn, biết bao dung, kiên nhẫn, có khiếu hài hước một xíu. Bởi vì tính em thì nó hay vui mà cũng hay buồn lắm chị. Thấy anh đó nãy giờ là hài hước rồi. Dạ. Thôi em gặp bảo đảm cười liền. Đúng không? Yên tâm. Có em điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích người bạn trai quá gia trưởng. Em hy vọng là nếu như hai người thì cần phải tôn trọng nhau, rồi không có nhồi nhặt nhiều. Dạ, em thấy nghề tổng phụ trách đội hay đi giao du lắm chị. Chị hỏi anh có đi giao du có nhậu nhiều không kìa? Em thì cũng đi nhiều nhưng mà em không thích nhậu ạ. Mẫu người bạn gái em tìm kiếm là như thế nào? Dạ, một người bạn gái lý tưởng của em là một người mập mạp cũng mím, chiều cao thì không hạn chế, bao nhiêu cũng được cả. Rồi được rồi, để dạ, qua được. Coi coi bên kia coi đúng ý em không nha. Chào em gái. Chào anh. Dễ thương. Em cảm nhận anh trai bên kia như là người như thế nào? Thử tưởng tượng anh ấy. Bây giờ em không có, em chưa biết sao hết. Chưa biết sao hả? Dạ. Em chưa có tưởng tượng được là người như thế nào. Dễ thương lắm. Em có chịu làm dâu không? Dạ cũng được anh. Cũng được, nếu làm dâu cũng được ha. Dạ nhưng mà ở xa. Ở xa hả? Ý là tại do nhà em ở Huế anh. Thì em cũng muốn là Tết nhất thì cũng về Huế, cho nên hỏi nhà anh ở xa gần. Em hỏi thử coi anh ở đâu. Ủa anh ở trong này mà anh, nhà anh ở vẫn ở ngoài Hà Tĩnh hả anh? À đúng rồi, nhà anh đang ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh Huế cũng gần mà. À, vậy thôi thì em nghỉ hè thì em sẽ ra Hà Tĩnh, còn Tết thì em sẽ về Huế. Về Huế? Dạ. Quan không phải thỏa thuận với nhau thôi. Dạ. Rồi thôi được rồi. Dạ. Anh Quan coi mắt đàn gái thôi ha. Dạ. Đàn gái cũng được đó, hơi bụng mỉm đó em. Dạ. Đúng ý em luôn rồi đó. Dạ. Dạ cho chị. Trời ơi. Dễ thương mà. Đứng lên coi chúng ta chúng coi là có khỏe mạnh không? Dạ có cân phải xoay tròn không ạ? Quay. Dạ. Mà có khỏe mạnh không? Dạ. Chắc được nhiêu cái? Dạ chắc cũng được 40 cá. Bây giờ tích hai hết 20 thử thôi. Dạ. Hít sâu quá ha. Chất lượng quá ha. Này người ta gọi là nhỏ nhỏ mà có vỏ. Rồi, rồi. Em xuống mãi chị cái. Rồi. Thôi được rồi. Xuống mãi lên 21 ha. Nhịp tim ổn định không? Dạ ổn định. Khỏe ha. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Phải phải bỏ rác đúng cái quy định. Rác á, rác á. Bỏ rác đúng. Bỏ rác. Và phải 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 phân loại ra. Tức là cái rác nào phân hủy được thì mình bỏ vào riêng, cái nào mà ví dụ ly chén vỡ gì đó mình bỏ riêng ra, đừng bỏ chung. Cái này đúng. Ôi, mấy người mà ai đi coi mắt vợ mà có cái vụ mà bỏ ra. Cái này nó lớn lên tính cách của một con người anh Quyền Ly rồi. Không, chưa chắc nữa. Phải 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 cẩn thận. Không, cái đó là đúng. Nhưng mà đi gặp người yêu đi coi mắt vợ mà nó em cái nào nó lớn ra. Không, cái nào nó lớn lao. Lớn lắm á, ảnh hưởng đến môi trường lớn lắm á. Cái gì vậy? Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với thầy hiệu trưởng với mấy đồng nghiệp ạ. À có thầy hiệu trưởng. Dạ. Rồi cho ý kiến thầy hiệu trưởng đi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nguyệt Cát Tường. Dạ. Xin chào nhà gái và
tất cả mọi người trong trường quay. Mình là hiệu trưởng của Nguyễn Văn Thọ. Thì đến với chương trình này thì mình thấy hai bạn về cái công việc cũng như là về cái quê quán á, thì hai bạn rất là thuận lợi. Còn về cái riêng bằng Thọ thì mình nói là bên đối phương của em á, thì những cái tiêu chí mà em đặt ra là tương đối là đạt rồi đó. Thì qua cái chương trình này thì mình thấy hai bạn cũng có cái duyên để gặp nhau rồi. Thì còn lại là mình mong rằng hai bạn sẽ càng ngày gần nhau hơn. Xin phép. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi bạn gái mình đi với ai em? Dạ em đi với chị gái em, với thêm em gái, cháu gái, thêm bạn bè. Chị ruột hả em? Dạ. Rồi cho chị gặp chị của em nha. Em xin chào Quyền Linh. Em xin chào chị Cát Tường và em xin chào quý khán giả. Em là chị của Ý Nhi. Theo em nhận xét thì anh chàng bên này thì cũng hiền lành, thật thà, hơi. Thì cái chuyện em Nhi thì nó rất là hiền cho nên nó chưa có bạn trai. Thì chuyện tình cảm của em và thêm duyên phận của em thì tùy em. Chị cũng chỉ biết là nhận xét anh chàng như vậy thôi. Còn vấn đề còn lại thì em lựa đi nha. Rồi em gái em gái có ý kiến gì không em? Em ruột luôn hả? Dạ cháu. À cháu. Dạ, con chào cô Cát Tường, con chào chú Huyền Linh và con chào chú và con chào quý vị khán giả. Dạ con là cháu gái của dì con, thì dì con rất là giỏi những cái công việc nữ công gia chánh, rất là giỏi nấu ăn. Dì con còn được cái vui tính nữa, nói gì cũng cười hết. Ở chú đây thì con không dám nói nhiều, con chỉ thấy chú cũng thật thà. Nếu như mà hai người nhìn nhau mà thấy hợp thì tiến tới với nhau, còn lại thì là do tính cách và duyên số của hai người thôi. Dạ con cảm ơn ạ. Thôi, duyên đó số, cũng là ý kiến để mình tham khảo thôi ha. Còn cái chính vẫn là quyết định của mình. Kéo màn lên. Cái gặp gỡ ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Bắt đầu. Rồi cảm ơn anh ạ. Rồi em cũng cảm ơn quà tặng cho anh ạ. Rồi cảm ơn. Có vẻ hợp nhau ha. Rồi hai bạn có thể ngồi đi. Lần đầu tiên gặp mặt, cảm nhận các bạn như thế nào? Nhìn thẳng vào nhau. Ấn tượng về nhau như thế nào? Em làm việc ở Biên Hòa được lâu chưa? Dạ em làm được 4 năm rồi. À cũng lâu rồi ha. Nói chung là gặp đối diện với người anh gái thì em nhát lắm. Thì nhát. Trong đầu em nó trống rỗng không có gì cả. Thì bây giờ có anh đứng đây nè. Em thấy cô này sao, mình nghĩ sao nói vậy, không cần màu mè gì hết. Cô ấy như thế nào đối với em? Em thấy thì nãy giờ cô nói như chia sẻ về bản thân cô thì em thấy cũng cũng thật thà, hiền lành. Đúng rồi. Cũng gọi là một phụ nữ của người truyền thống. Đúng rồi đó. Em muốn lấy vợ chưa? Dạ, mục đích của em tới đây là phải lấy vợ gấp ạ. Em phải thể hiện con gái này cô biết chứ. Có một chút gì đó hợp với những cái suy nghĩ của em không? Dạ có, hợp nhiều lắm ạ. Hợp bởi gì? Dạ về tính cách, về ngoại hình, dạ, về nghề nghiệp. Em thấy cô cười xinh không? Dạ cũng dễ thương ạ. Bây giờ tim em như thế nào? Con tim thế nào? Thì nãy nó loạn lên em mới không nhớ cái gì đó. Em có hỏi gì anh hỏi đi. Em thấy là lúc nãy anh nói mấy cái vụ mà phân loại rác anh, em thấy có vẻ hơi nguyên tắc. Không có gì cả, em cứ bình thường thôi. Thì em như là không phải là rác nào mình cũng cho vào một chỗ. Cái bịch ni lông nó khác, mà cái thức ăn dư nó khác, mà cái vỏ trái cây nó khác. Mình mà nó không vào. Ý em nói là bịch ni lông qua một chỗ với lại cái thức ăn nữa với lại cái biết rồi, mấy vụ nó biết rồi. Trời ơi. Bây giờ thí dụ giờ em yêu một người cô gái này, em yêu tha thiết luôn. Cô về cô thấy rác, cô lụm hết, cô bỏ vô một chỗ hết. Không, cái đó từ từ em nhắc nhở sau. Sao cả nhắc sao? Bây giờ em nên là phân loại nó ra. Nhưng mà em hay đản trí lắm. Em có khi em bỏ em thấy lượm rác được là được rồi, chứ còn giờ bắt đầu phân ra. Ủa phân ra để làm gì? Thì tất nhiên là phải có mục đích của nó. Tại vì cái rác mà hữu cơ nó khác, còn rác vô cơ nó khác. Bữa nay hẹn hò chuyện rác đẹp quá bệnh đi. Mà anh có dự định tương lai sao? Thí dụ mình quen nhau và kế hoạch rồi kết hôn sao? Giống như anh là anh tính gặp quen nhau rồi khoảng bao nhiêu lâu cưới? Thì tùy em thôi, mai về cưới cũng được. Em thì em anh cưới vừa gấp mà. Em thì tính em nó vẫn còn 5 năm. Em tính chắc cả khoảng 1-2 năm nữa. Cũng không sao, nếu mà tin tưởng nhau thì không sao cả. Em muốn ảnh như thế nào nói luôn đi. Em nghĩ chắc anh là giáo viên thì chắc anh cũng hợp với mấy tiêu chí của em ra rồi. Dạ, có mỗi cái em thấy nguyên tắc của em thì như vài bữa sống sao. Không sao cả, không phải nguyên tắc nhưng mà nó không cứng nhắc. Cái đó mình chỉnh từ từ được mà, không sao cả. Nói chung em bỏ ra. Dạ, ý anh nói là vài bữa em về giống như em về với anh là em phải giống như anh hả? Không cần giống, thì em cứ làm từ từ vậy thôi. Ví dụ như là cái ly hay cái chén vỡ thì một tháng, hai tháng rồi. Cho em cơ hội cuối cùng. Dạ. Nhìn thẳng vào cô gái ấy. Nói một câu gì đó thiệt là tình cảm để chốt lại, để cô quyết định. 30 giây cho em cơ hội cuối cùng.
đừng có rác nữa nha. Thì nói chung thì anh cũng là một người rất là nhát gái, cho nên là gặp em lần đầu thì cũng anh rất là ấn tượng rồi về các cái tiêu chí của anh rồi. Cho nên là em cũng, mình cũng cho nhau cơ hội thì mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình đến với nhau. Dạ. Rồi thôi mọi thứ rồi. Sẽ quyết định sau cái quyết định bấm nút của mình nha. Khi chúng ta quyết định bấm nút có nghĩa là rất rất nhiều người ở đây đang theo dõi mình. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau, cái tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy cho nhau cơ hội. Bởi vì anh ấy rất là chân thành. Vấn đề chỗ là anh ấy hơi nhát và hơi nguyên tắc, cũng hơi một chút khô khan. Nhưng mà anh nghĩ rằng với bản lĩnh của em rất thông minh, em sẽ lèo lái được anh ấy, và chắc chắn anh ấy sẽ trở thành người chồng rất tốt. Dạ. Ha, rồi anh nắm tay đi, nắm tay. Xin nhà, xin chị, xin chị. Anh cầm giùm em. Đó, nó phải vậy đó. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đây xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cầm luôn. Xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn. Một... Hai bạn là một chiếc Smart TV 50 inch UVC TV, TV LED công nghệ Nhật Bản. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn thì UVC sẽ có trong ngôi nhà của các bạn. Cảm ơn hai bạn. Quyết chiến quyết thắng lên nha thầy. Về cái tật xấu thì cũng hơi chậm. Anh hợp với tuổi gì? 91 nè, 89 à. Anh ơi, hợp với tuổi em đó anh. Phù hợp với mẫu người của em cũng khoảng 60%. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời mẹ. Em chào anh. Chào em. Chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em là Thân Trọng Vũ và em sinh năm 1987. Quê em ở thành phố Buôn Mê Thuột. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại quận 12. Em làm bên kinh doanh của một công ty về thức ăn nhanh. Coi như là phòng kinh doanh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mời em gái giới thiệu. Em xin được trân trọng giới thiệu, em tên là Phạm Thị Như Ái. Năm nay em tròn 29 tuổi. Gia đình của em hiện tại đang sinh sống tại Bình Thuận, nhưng mà em cùng sống cùng với em trai của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng với bộ phận là nhân viên tư vấn chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân điều trị bệnh thoát vị ở đệm và thoái hóa cột sống của nhà thuốc gia truyền Đông y Trần Vượng tại Củ Chi. Nãy giờ chưa tưởng em giới thiệu nghề nghiệp em là MC chứ. Dạ. Nói chuyện nói càng dài làm thoát vị. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị, là điểm mạnh của em là một người vui vẻ, năng động và tự tin, là mẫu người của gia đình. Đối với em, gia đình là trên hết. Em thích nấu ăn, em thích chăm trẻ. Em rất là có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh. Bởi vì là trước đây đó chị, em đã từng chăm và nuôi đẻ cho chị gái của mình 3 lần. Dạ. Giỏi vậy ta. Dạ, cho nên trong công việc thì em là một người rất là nhiệt tình và năng nổ. Đối với em, đã làm là làm đến chốn, thân thiện và vui vẻ với mọi người và rất là dễ làm quen. Còn về cái khuyết điểm của em á, chính là em thích du lịch nhưng mà em lại say xe. Vì đó làm cho em có thể là rất là bất tiện trong những cái chuyến dã ngoại đi chơi xa với lại người thân và bạn bè. Nhưng mà em có thể uống thuốc. Dạ. Còn một cái khuyết điểm nữa là em cảm thấy mình là một người rất là thẳng thắn. Chính vì thẳng thắn cho nên là có cái chuyện gì đó là em không giữ trong lòng được, là em sẽ nói ra ngay. Dạ. Thế thì cũng không vấn đề gì. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em thì em thẳng thắn, biết nấu ăn, chăm lo cho và luôn luôn nghĩ về gia đình. Thì em là một mẫu người đàn ông của gia đình. Em là một người cũng khá là vui tính. Thì về cái tật xấu thì cũng hơi chậm. Ví dụ như có thể là một cái bắt đầu một cái công việc mới thì em sẽ là làm việc chậm hơn bình thường. Nhưng mà khi mà em đã làm quen một công việc đó thì em tự tin mình làm rất là nhanh. Đó, thì không nó sao? Cũng là vậy anh không chậm đúng không? Cái anh trước mới chậm. Em và cái thứ hai nữa là em cũng cảm thấy là mình chậm, tại vì bằng tuổi em thì con cái đồ đông hết rồi mà em cũng đi sâu vài bước. Em có mấy mối tình rồi Vũ? Em có 2 mối tình. Tại sao mình phải lại chia tay? Do cái khác tuổi, mệt. Em hợp với tuổi gì?
91 nè, 89. À. Nơi hợp với tuổi em phải anh? Em tính mấy? Dạ em 89. Rồi vô khỏi nói nữa. Để yêu nhau 2-3 năm mà nó không hợp tuổi. Anh lo là lo cái đó đó. Bây giờ hợp rồi thì chắc chắn là phải giữ nha. Dạ. Cái tình trường của em sao? Tính ra thì em có một mối tình chính thức và hai mối tình kiểu say nắng chị. Đến năm 2015 thì em lần đầu tiên quen chính thức là em 25 tuổi. Thì cũng có tìm hiểu tại vì cùng quê chị gần nhà. Quen một thời gian thì thấy không hợp. Cái không hợp đó chính là yêu xa. Không cảm thông, không có chia sẻ được với nhau, khác quan điểm. Mà em cảm thấy chuyện tình yêu của em chị nó không có giống như những gì em mong muốn. Em chưa có một sự tỏ tình lãng mạn như em mong. Giống như là mình quen, mình thích thì mình đi chơi rồi xong rồi đường ai nấy đi. Giống như cái kiểu là sáng thì sáng nắng chiều, sáng thì nắng, còn chiều là chiều lại thì coi như là tắt đèn luôn vậy chị. Nghe em gái tâm sự mà thấy thương quá. Nói chung quá. Là em cần một cái gì đó nó gì? Nó khác một cái tình yêu cho nó lãng mạn một chút. Rồi thôi bây giờ bỏ qua chuyện buồn đi. Bây giờ mình nói cái chuyện mới đây đi ha. Em gái cần tìm một người yêu như thế nào? Em rất là nghiêm túc và em mong muốn sao tìm được một người có thể hiểu em, có thể thương em và có thể là chăm lo cho gia đình của mình. Chỉ cần là có một cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, có một khuôn mặt hiền lành phúc hậu và có một nụ cười tỏa sáng như em là được. Điều gì em không thích người đàn trai? Dạ, chịu lừa dối, không biết quan tâm tới gia đình. Em không thích người đàn ông cọc cằn nóng tính. Em trai, em có cọc cằn nóng tính không? Em toàn bị người ta ăn hiếp thôi chứ em không chưa nóng được với ai chị ơi. Nãy giờ bạn gái yêu cầu vậy, em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Hầu hết là em cũng đáp ứng được. Thì là tốt. Mẫu người bạn gái em cần tìm là như thế nào? Còn em, mẫu người bạn gái của em đó. Thì em mong là một người phụ nữ của gia đình. Em nghe bạn ái bên đấy nói thì bạn đó cũng biết chăm con. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Được rồi. Nhưng cũng đừng vì cái điều mà phụ nữ biết chăm sóc con cái mà mình không chăm sóc phụ nha. Đàn ông mình bây giờ cũng phải chăm sóc phụ, con cái, chia sẻ với phụ nữ ha. Dạ. Yeah. Rồi, thì vậy tốt rồi đó. Em chào chị. Chào em. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Chắc là hút thuốc, đánh bài, đua xe, những vấn đề đấy. Em nói mấy cái của đàn ông không vậy? Người phụ nữ nào mà có nhiêu đó chắc đuối luôn à. Tại vì cái đấy là em không thích thật. Dạ. Không ai thích hết trơn mà cũng không ai có đâu sợ. Rồi bây giờ chị hỏi em nè, là mình đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Thì em cũng có chuẩn bị nhưng mà nói thì hiện tại thì cũng chưa có nhà ở trong này. Nhưng mà em quyết định là lập nghiệp trong này thì chắc cũng sẽ có trong một thời gian ngắn thôi. Bao lâu nữa thì mình có thể tính tới chuyện đám cưới được? 6 tháng hay 1 năm nó không thành vấn đề. Thì cũng cần là sớm sớm chút. Dạ đúng. Mọi thứ chị thấy chuẩn là ok hết rồi. Vấn đề làm sao em thuyết phục được bạn gái. Chứ chị thấy hay, bạn gái này rất phù hợp với tiêu chí của em luôn. Dạ. Cố gắng lên nha, tự tin, bản lĩnh. Dạ, quyết chiến quyết thắng. Em cảm ơn rồi. Chị được. Để em qua tham khảo thăm bạn gái rồi sao nha. Dễ được. Anh hỏi giúp em. Chào anh Linh. Chào em gái. Dạ. Chị thương ha. Em trai bên của anh á, theo anh đoán được là đây là chàng trai rất là vững chãi ha, rất là chân thành nữa và cũng biết lo cho gia đình. Còn em nãy giờ em nghe nói thì em cảm giác ảnh như thế nào? Cũng phù hợp với mẫu người của em, cũng khoảng 60%. 60% hả? Dạ. Được rồi, em nãy em nói ở Bình Thuận phải không? Dạ em ở Bình Thuận á. Bình Thuận thì đi vòng qua chỗ Buôn Mê Thuột thì cũng xa lắm. Dạ em chưa đi lần nào nhưng mà em nghĩ là chắc cũng có cái đường đi đẹp lắm. Vậy hả anh? Em thấy cũng hơi xa. Không, được. Anh ơi, anh ơi, em muốn là tương lai sống ở thành phố Hồ Chí Minh, anh nghĩ làm sao? Sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ra ngoài rì rì sự ở đó nó đỡ kẹt xe hơn em. Dạ, tại lúc nãy em có giới thiệu là em say xe á, cho nên đó là em rất là ngại mà mình đi tới đi lui xa xôi. Nhưng mà đối với em nếu mà mình có duyên á, khi mà bấm nút rồi á, mà có duyên tiến tới nữa thì anh ở đâu em sẽ ở đó. Hay quá. Biết nói dễ sợ vậy. Không, nãy giờ em nói chuyện anh thấy rất là hay đó ha. Anh chấm em rồi đó. Dạ. Được. Mạch lạc ha. Mạch lạc. Bên đàn gái ok. Nhà gái chuẩn lắm á, nhà trai cố lên nha. Được rồi. Rồi bây giờ mình đi với ai không nè, để ý kiến của người thân. Hôm nay thì em đi với những trợ lý xinh đẹp của em cũng FA luôn chị. Một người góp mặt hôm nay em xin trân trọng đó là anh Trần Cường, chính là sếp của em. Trời. Chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường và các anh chị trong trường quay. Xin nhận xét người bạn trai bên này thì rất là cao ráo và dễ nhìn. Đó, và nhân viên kinh doanh cho nên là cũng rất là phù hợp với phong cách của Như Ái bên kia. Nhận xét về Như Ái trong công việc thì Như Ái rất là một người rất năng nổ, nhiệt huyết, đã làm công việc gì thì làm từ A đến Z, làm cho tới nơi đến chốn. Anh thấy bên này là rất ok, đúng tiêu chí mà em đặt ra. Nhưng mà sếp phải tạo điều kiện cho những lúc mà hẹn hò chứ, được không? Ok, đấy là trách nhiệm của sếp phải hỗ trợ cho làm sao Như Ái có một cái mái ấm. Đúng rồi, đúng rồi sếp. Trai đi với ai? Hiện tại thì em đang đi với lại giám đốc của công ty. Bên cạnh là em trai, em ruột của em. Rồi, rồi mời sếp trước đi ạ.
Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào Vũ với lại là em Ái. Ở góc độ của cá nhân anh, cho anh chia sẻ với Vũ một chút xíu. Ở chỗ bạn Ái thì nói về ngoại hình thì rất là tốt rồi, rất là đẹp, rất là xinh. Tính cách, cá tính, mạnh mẽ, đó là một người đáng để làm vợ đấy. Còn ở góc độ của Vũ thì một người con trai rất là khéo. Nói khéo như tài lẻ lắm đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong công việc thì rất là kiên định, chịu khó, cũng đáng là người để làm chồng. Nên là anh mong hai em cố gắng. Okay. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bây giờ ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ, rồi. Xin mời. Anh có một cái điểm nhận trước em ha. Dạ. Em gửi anh. Ừ rồi, cảm ơn em. Cái bao thơ là cái gì vậy em? Quà đó mình có thể xem được không? Dạ được chị. Anh cứ giải quyết từng phần quà có từng người một đi anh. Giải quyết quà từng người một kìa. Cái hoa này thì tự anh làm, nhưng mà tự anh cắm. Thì còn cái này là một sản phẩm công ty anh, thì anh cũng sẵn, tại vì anh kinh doanh anh bán này. Dạ. Thì anh gửi em. Em cảm ơn anh. Mà dạ. Sao mà em làm được cái giỏ hoa đẹp vậy? Dạ em ơi, em mua chị ơi, nhưng mà nó rớt ra em cắm lại thôi. Em coi quà bạn gái kìa. Chào anh, người lạ ơi, qua chương trình bạn muốn hẹn hò nay em được gặp anh. Phải chăng đó là chữ duyên? Người ta nói duyên là do người xếp đặt, phận là do người chọn. Em hy vọng chương trình sẽ mang lại điều kỳ diệu cho chúng ta ngày hôm nay. Em gửi tặng anh món quà làm kỷ niệm cho duyên gặp nhau này. Chúc anh và gia đình vui khỏe, hạnh phúc. Ái. Cô ấy chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp mặt ngày hôm nay đó. Khui quà luôn em. Anh có thể khui quà của anh á. Ồ. Cái gì vậy em? em tự con rắn. Phải. Nhìn nó. Này là em tự chuẩn bị. Mở ra nó đậy lại. Em anh có thể giúp em mở ra được không ạ? À? Nó là một cái hình đây là hai người. Anh có thể mở cái nút ở dưới được không? Gì bố rố quá vậy, đẹp quá. Cái món quà này đó anh nhìn vô anh thấy, nếu mà mình nhìn bình thường thì nó chỉ là một cái món quà, một cái vòng tròn thủy tinh và chỉ có hai người rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình bật cái nút nhạc lên, nhạc vang lên và nó có nhiều màu sắc, nó thay đổi. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống này nó có rất là nhiều màu sắc, nhiều cái cung bậc, cũng như có bốn mùa xuân hạ thu đông, có thể liên tưởng tới bốn vị ngọt đắng cay bùi của cuộc sống này. Thì em hy vọng rằng nếu như mình có duyên với nhau thì em và anh sẽ cùng nhau trải qua, vượt qua tất cả những khó khăn để mình đến với bến bờ hạnh phúc và có một cái cuộc sống như những người khác mong đợi. Hay quá. Nhưng mà em tặng quà này không phải là nó ý nghĩa vậy mà anh bấm nút nha. Không phải, nếu như mình có duyên thì anh bấm nút, còn nếu không có duyên thì em nghĩ đó sẽ là một người bạn của anh. Khi mà anh buồn anh có thể bật nhạc, khi anh vui anh cũng có thể bật nhạc, và tiếng nhạc sẽ làm cho anh cân bằng cuộc sống lại và anh sẽ vui hơn. Chính xác. Anh hiện tại vào lúc này thì anh cảm thấy là khi mà sau khi nhận được món quà và những lời của em thì anh cũng thật sự rất là vui rồi. Yeah. Thì cũng cảm ơn em vì cái món quà này. Anh em mình muốn lên một cái chương trình như thế này thì cũng trải qua khá là một nhiều quãng thời gian. Ngoài đường thì cũng rất là đông, có thể là anh em mình gặp nhau nhưng mà chưa chắc đã được ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này. Thì anh mong là nếu như mà đã có duyên như vậy thì anh em mình hãy cho nhau một cái cơ hội để biến là cái hình trái tim này này nó đúng nghĩa với nó luôn. Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Thì hiện tại thì anh cũng có nhiều câu hỏi, nhưng mà anh nghĩ là những gì nãy giờ anh nói chuyện với em và anh nghe những lời của em nói thì anh nghĩ là như thế cũng là đủ để anh phải biết anh cần làm gì. Anh có thích làm những công việc từ thiện không? Anh cũng hay đi. Em nghĩ là mai mốt anh không cần đi xa đâu. Tại vì nhà thuốc của em là vào những ngày cuối tuần, anh thứ bảy chủ nhật là bên em thường tổ chức những buổi đắp thuốc từ thiện, bấm nguyệt hoặc là chữa nắng chỉnh xương dành cho tất cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến đó điều trị thoát vị ở đệm và thoát cuộc sống. Anh có thể là chia sẻ công việc với em và có thể đến đó cùng với em giúp thầy của em được không? Anh sẵn sàng thôi. Hiện tại mẹ em ở dưới quê nói chung là gia đình của em thì không có làm nông nhưng mà có buôn bán và lúc nào cũng tôn trọng cái sức lao động. Chính vì vậy là mặc dù lớn tuổi nhưng mà mẹ em vẫn làm công việc tới thời điểm này. Mẹ em rất là vất vả nấu món ăn để mà bán đồ ăn sáng,
nên là em rất là thương mẹ của em. Em hy vọng là em sẽ gặp được một người có thể hiểu em và chia sẻ em, có nghĩa là sẽ thương mẹ của em. Cũng như là thương em thì phải thương những người thân của em, thương mẹ của em như thương mẹ của anh có làm được không? Gia đình anh thì xuất phát là từ nghề nông, bên anh từ nhỏ đã làm cà phê rồi, nhưng có thể là nuôi 6 anh chị em đều học đại học và ra trường đều đi làm hết. Thì anh cũng xuất phát từ người nông và nên những cái vấn đề đấy thì anh nghĩ là nó khá là bình thường đối với anh. Mẹ em chỉ mong muốn sao cho những đứa con của mẹ em có cuộc sống hạnh phúc, lúc nào cũng vui tươi là mẹ em đã vui rồi. Cho nên là em cần một người có thể hiểu và sống tình cảm như vậy đó. Đường đời á, em gặp rất là nhiều sự lựa chọn, có đôi lần em sự lựa chọn sẽ sai lầm. Thì ngày hôm nay cũng là một sự lựa chọn, nhưng mà sự lựa chọn lớn hơn. Thì anh nghĩ là anh cũng không phụ lòng em để mà làm em phải sai lầm trong cái lựa chọn này. Hay quá. Hôm nay tôi chứng kiến một câu chuyện này đầy cảm xúc đấy. Chúng tôi không nói nhiều nữa, con tim các bạn sẽ mách bảo điều đó. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Cô gái ấy, đây là một cặp đôi mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Anh nghĩ rằng chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả khó khăn, tất cả vất vả, tất cả giông bão trong cuộc sống. Hai bạn bấm nút mà tôi muốn khóc luôn đó. Thật sự nghe cuộc nói chuyện của hai bạn rất là xúc động. Thật tuyệt vời nha. Cố gắng nha. Anh mong chờ tin vui từ các bạn. Đây là chiếc vé xem cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, phiếu quà tặng trị giá 1.000.000 đến từ thương hiệu Couple TX gửi tặng hai bạn.